Thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ gần 2 tháng qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả COVID-19. Tuy nhiên, thực tế gần đây cho thấy một bộ phận người dân còn chủ quan lơ là trong phòng chống, khiến dịch có nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng. Phát hiện ca mắc đầu tiên vào ngày 21 tháng 11. Đến nay, sau hơn 3 tuần, số ca mắc COVID-19 liên quan chuỗi lây nhiễm chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu đã có hơn 170 trường hợp mắc bệnh. Là khu vực có nguy cơ cao, tuy nhiên nhiều người đi chợ không tuân thủ việc quét mã QR khai báo y tế. Chính vì vậy, khi phát hiện ổ dịch, công tác khoanh vùng, truy vết gặp nhiều khó khăn. Chợ Hòa Khánh nên có một cái đặc thù là toàn bộ chung quanh chợ là tất cả là các mặt tiền chợ luôn. Nó tập trung luôn cả cái khu dân cư người ta cũng kinh doanh luôn. Chúng tôi cũng đã đặt là 3 cái vị trí là để là kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn là quét mã QR code và sát khuẩn trước khi vào chợ. Nhưng mà do là rất là nhiều cái ngõ đường đi vào chợ, cho nên cái việc mà kiểm soát trước khi vào chợ là nó rất là gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, hoạt động kinh tế xã hội ở Đà Nẵng đã trở lại trạng thái bình thường, gắn với các biện pháp phòng dịch cụ thể. Tuy nhiên, nhiều người dân và các cơ sở kinh doanh vẫn chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch theo khuyến cáo 5K. Trong đó, một phần chủ quan vì nghĩ mình đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tại vì nói chung là chích 2 mũi rồi nên cũng tự tin với bạn. Sau khi họ đã tự tiêm vaccine thì họ rất là tự tin. Phần lớn họ là tự tin là họ sẽ không bị nhiễm. Và nếu họ có bị nhiễm thì cái vấn đề là cũng sẽ, cái thông tin họ sẽ bị rất là nhẹ. Cho nên là vấn đề họ cũng không làm đảm bảo được cái 5K trong quá trình giao tiếp, trong sinh hoạt tại cộng đồng được. Trong quá trình trong cái đời sống xã hội thì họ ít đảm bảo được cái 5K. Mà thực tế cũng khó, chúng ta chỉ làm được cái 5K trong những nơi mà chúng ta... Những ngày gần đây, dịch bệnh tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp với số ca mắc trong cộng đồng tăng cao. Trong đó, có ngày, tổng số ca bệnh lên đến gần 450 ca, đã có hàng chục chuỗi lây nhiễm được ghi nhận. Đặc biệt, lại xuất phát từ nhiều điểm có nguy cơ rất cao, như chợ, khu công nghiệp. Một số địa phương đã phải nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3, thậm chí là cấp độ 4. Khi người dân vẫn còn tâm lý lơ là, chủ quan phòng dịch sẽ tạo áp lực lớn cho ngành y tế và lực lượng phòng chống dịch. Đến thời điểm này, cái chủ quan đã có rồi. Cho nên cái vấn đề mà đi tuyên truyền, đi rà soát, đi nhắc nhở là nó không giống như cái thời trước đâu. Chúng ta cũng phải thừa nhận như thế. Đề nghị là các phường chỉ họp lại tất cả các tổ COVID, đại diện của tổ COVID để nhắc lại cái nhiệm vụ và thực hiện thông báo gian dài tại tất cả các cái nhà F1 cách ly. Các khu phong tỏa thì thực hiện nghiêm túc cái vấn đề này và xử phạt cho tôi. Trải qua gần 2 tháng chuyển trạng thái thích ứng với COVID-19, theo nghị quyết 128 của Chính phủ, Đà Nẵng đã có hơn 3.000 ca mắc COVID-19. Dịch vẫn đang diễn biến rất phức tạp và đặc biệt lại xuất hiện biến chủng mới, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, nhất là thực hiện 5K, chứ không nên ỷ lại vào việc đã tiêm chủng vaccine phòng bệnh.